Đô đốc Trung Quốc thách đố xây đảo Quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc ngang ngược tiếp tục tập trận và tuần tra trên không. Báo New York Times đưa tin ngày 18 tháng 7, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo đóng cửa khu vực Đông Nam của tỉnh Hải Nam từ ngày 18 đến 21 tháng 7 để tập trận. Thông báo không nêu chi tiết về cuộc tập trận. Trong khi đó, Reuters cùng ngày dẫn thông báo từ không quân Trung Quốc cho biết vừa thực hiện tuần tra chiến đấu trên Biển Đông, tham gia tuần tra có máy bay ném bom, máy bay thám sát, máy bay tiếp liệu trên không, Người phát ngôn không quân Trung Quốc còn nói các cuộc tuần tra sẽ được thực hiện thường xuyên trong tương lai. Tập trận và tuần tra trên không diễn ra chỉ vài ngày sau khi tòa trọng tài công bố phán quyết vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Một ngày sau khi có phán quyết ngày 13 tháng 7, Bắc Kinh đã từng thể hiện thái độ khách thức khi đưa hai máy bay dân dụng cất cánh từ tỉnh Hải Nam bay đến đá Vành Khăn và đá Subi. Trung Quốc tổ chức tập trận vào lúc đô đốc John Richardson, tư lệnh hải quân Mỹ, thực hiện chiến thăm Bắc Kinh trong 3 ngày, từ ngày 17 tháng 7. Theo thông báo của Hải quân Mỹ, mục đích chuyến thăm nhằm cải thiện, thay đổi hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các biện pháp tăng cường tương tác giải quân hai nước. Thông báo cho biết trong nội dung trao đổi của Đội đốc John Richardson với phía Bắc Kinh, bao gồm tranh chấp ở Biển Đông, cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương, Mỹ tổ chức có Hải quân Trung Quốc tham gia và quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước. Tân Hoa Xã đưa tin, phát biểu ngắn trước báo giới ngày 18 tháng 7, đô đốc Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nói đô đốc John Richardson đến thăm Trung Quốc lần này theo lời mời từ phía Trung Quốc và điều này chứng tỏ hai bên rất quan tâm đến an ninh hàng hải. Tuy nhiên, ông khăng Khang cho rằng Trung Quốc sẽ không ngừng xây dựng trên các đá ở Biển Đông. Ông nghị biện rằng các công trình xây dựng này có phần củng cố chủ quyền. Chuyên gia Trương Quân Xã thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc đánh giá, đến giờ này Hải quân Mỹ và Trung Quốc đã hợp tác với nhau trong các lĩnh vực diễn tập chung và trao đổi sĩ quan. Báo New York Times ghi nhận trong năm qua, đô đốc John Richardson và đô đốc Ngô Thắng Lợi đã thảo luận qua cầu truyền hình ba lần. Trong lần gần nhất vào tháng 1, hai bên đã nói đến việc Trung Quốc xây sân bay mới trên đá chữ thập. Lần đó, Ngô Thắng Lợi cũng khăng khăng nói Trung Quốc không tìm cách quân sự hóa trên biển, nhưng không thể không củng cố quốc phòng. Ngày 18 tháng 7, Reuters tiết lộ tại một cuộc họp kín ở Bắc Kinh cuối tuần trước, đô đốc Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng quân đội đã ham dọa tuần tra tự do hàng hải do hải quân nước ngoài thực hiện ở biển đông cuối cùng có thể trở thành thảm họa. Ông giận dữ nói, có khi nào tự do hàng hải ở biển đông bị ảnh hưởng đâu? Trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng chưa từng. Ông biện luận Trung Quốc phản đối cái gọi là tự do hàng hải có kèm theo đe dạ quân sự. Các bạn vừa theo dõi video đô đốc Trung Quốc thách đố xây đảo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới nếu thích video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè nhớ subscribe để theo dõi những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại